Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá những ứng dụng khác được cài đặt sẵn trên Smartbox. VNPT Technology đã chủ động chọn lọc và cài đặt lên trên Smartbox 2 rất nhiều những ứng dụng tiện ích để chúng ta có thể sử dụng luôn mà không cần phải vào kho ứng dụng để cài đặt, như là Zing MP3, xem YouTube, ứng dụng Chrome, Facebook hay HTV v.v. Các ứng dụng này sẽ được chia vào các góc như mình đã nói ở ban đầu, gồm có giải trí, giáo dục, thiếu nhi, người cao tuổi, gia đình, trò chơi và tiện ích. Ở đây là danh mục tất cả ứng dụng trên VNPT Smartbox 2. Các bạn có thể thấy là có rất nhiều những ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên này. Nếu như muốn cài đặt thêm ứng dụng từ bên ngoài, chúng ta hoàn toàn có thể vào Google Play để cài đặt thêm. Bạn chỉ cần nhập tài khoản Gmail hiện có vào Smartbox và ngay lập tức giao diện Google Play sẽ hiện ra y hệt như lúc bạn đang dùng điện thoại. Đó, như vậy là chỉ sau vài giây đăng nhập thì chúng ta đã có ngay giao diện Google Play y hệt như trên điện thoại và máy tính bảng. Và tất cả những việc chúng ta cần làm chỉ là tìm đến ứng dụng mà chúng ta muốn cài đặt hoặc gõ tên ứng dụng lên thanh tìm kiếm và sau đó cài đặt là ngay lập tức ứng dụng sẽ xuất hiện và có thể sử dụng được trên Smartbox 2 của VNPT Technology. Mình sẽ lấy ví dụ mình cài thử game Pikachu cổ điển. Đó, như vậy là chúng ta đã cài đặt xong ứng dụng này từ Google Play. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại ra ngoài để xem là các ứng dụng được tích hợp sẵn trên Smartbox 2 của VNPT Technology thì có. Ứng dụng YouTube thì hoàn toàn giống với phiên bản trên điện thoại của chúng ta nhưng lại được thể hiện trên màn hình lớn. Chính vì vậy mà nó sẽ rất là tiện dụng cho việc chúng ta cho trẻ em sử dụng. Bởi vì trong lúc đó bố mẹ vẫn có thể kiểm soát được con cái sử dụng YouTube như thế nào để tránh việc trẻ xem các video độc hại. Tuy nhiên, với Smartbox 2 của VNPT thì ngoài ứng dụng YouTube này, chúng ta còn có ứng dụng YouTube dành cho trẻ em. Và ở ứng dụng này thì toàn bộ các video sẽ là video dành cho thiếu nhi. Hoàn toàn chúng ta không sợ bị lẫn các video dành cho người lớn. Chỉ cần một vài thao tác ban đầu là chúng ta đã có thể sử dụng ứng dụng YouTube dành cho thiếu nhi. Quay lại với danh mục ứng dụng thì chúng ta còn có thể duyệt web bằng Chrome hoặc là lướt Facebook ngay trên màn hình TV cũng với Smartbox 2. Với sản phẩm Smartbox 2 được hướng đến đối tượng gia đình thì bản thân nhà sản xuất cũng đã tích hợp sẵn một công cụ để các bậc phụ huynh có thể quản lý việc con em mình sử dụng Smartbox, đó chính là chế độ Kid Mode, tức là chế độ quản lý trẻ em. Ở chế độ này sẽ có đặc điểm gì đặc biệt? Chúng ta là người lớn sẽ được chỉ định các ứng dụng mà trẻ em có thể dùng và sau đó đưa nó vào một góc riêng. Trẻ em sẽ chỉ có thể sử dụng được các ứng dụng ở trong góc đó và sẽ không thể thoát ra ngoài được. Ở đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa một vài ứng dụng vào góc trẻ em, bao gồm mà ứng dụng Thế giới thiếu nhi. Mình bấm giữ chuột trái và sau đó mình đưa vào chế độ quản lý trẻ em. Mình bấm vào nút như thế này. Tiếp theo mình đưa ứng dụng YouTube Kids. Ứng dụng Pikachu mà mình vừa cài đặt, mình cũng sẽ đưa vào chế độ quản lý trẻ em. Sau đó mình sẽ thiết lập mật khẩu cho vùng quản lý trẻ em bằng cách mình bấm vào góc trên bên phải nút setting, sau đó bấm vào phần thiết lập mật khẩu. Ở đây mình sẽ chọn mật khẩu ban đầu là 1234. Sau đó bấm đồng ý. Như vậy là chúng ta đã thiết lập mật khẩu cho vùng quản lý trẻ em của chúng ta. Bây giờ bạn chỉ cần kích hoạt chế độ đó lên bằng cách bấm vào chế độ quản lý trẻ em, nhập mật khẩu và bấm đồng ý là ngay lập tức chúng ta sẽ vào chế độ trẻ em. Và ở chế độ này các bé sẽ chỉ có thể sử dụng 3 ứng dụng mà mình đã chỉ định thôi. Nếu muốn thoát ra khỏi chế độ này sẽ buộc phải có mật khẩu là mật khẩu 1234 mà mình thiết đặt vừa nãy. Nó sẽ rất tiện cho phụ huynh và đồng thời cũng sẽ khiến cho phụ huynh yên tâm hơn khi để con mình sử dụng các thiết bị thông minh như là Smartbox này. Ngoài ra, như các bạn thấy, chúng ta có rất nhiều nhóm ứng dụng như giải trí, giáo dục, thiếu nhi, người cao tuổi. Vậy khi chúng ta cài đặt một ứng dụng mới thì làm thế nào để đưa các ứng dụng đó vào các góc này? Rất đơn giản, bạn chỉ cần bấm vào nút Setting, sau đó chọn Sắp xếp ứng dụng. Ở đây chúng ta sẽ đánh dấu từng mục. Ví dụ mình muốn đưa ứng dụng Angry Birds vào mục giải trí, mình chỉ cần tích vào cột giải trí và hàng Angry Birds tương ứng. Sau đó mình bấm lưu lại là ngay lập tức ứng dụng Angry Birds sau đó sẽ xuất hiện ở mục giải trí. Ngoài ra bạn còn có thể đưa thêm các ứng dụng vào danh sách ứng dụng yêu thích ở phần đầu này để chúng ta có thể lựa chọn nhanh mỗi khi có nhu cầu sử dụng. Để làm được điều đấy thì cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần nhấn giữ chuột trái vào ứng dụng và lựa chọn ô yêu thích là ngay lập tức ứng dụng sẽ được chuyển vào ô yêu thích tương ứng ở trên menu đầu tiên như mình vừa làm thử với ứng dụng Facebook như thế này.
Như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá tổng thể các tính năng cũng như cách thức sử dụng sản phẩm SmartBox 2 của VNPT Technology. Hy vọng rằng các bạn sẽ đưa ra được sự lựa chọn đúng nhất cho mình và gia đình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng VNPT Technology 1900 1525, 04 3750 6666, website vnptsmartbox.vn, sản phẩm vnpt.vn.